cái máy em ấy rồi. Ai nghe. Hello, surprise chào tất cả các bạn. Lại đây nè, lại đây. Đang có mặt tặng trên nè, trên kênh của mình. Đây. Đâu? Chạy đâu vậy? Tặng nè. Thank you, hai kim cương luôn. Tặng nè. 50. Tặng nè. Ủa đâu ra nhiều vậy? Màu xanh. Nào rồi, ok em vào nghe, em vào đây. Ok. Ok, hello chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình. Thì là mình đây, hôm nay mình sẽ cùng với lại là anh Gheo để mà đi nhặt bóng trái tim. Đi nhặt ở đâu xa xa xíu em ơi. Đây nè, vô đây coi có. Đi, nhanh. Kẹo thằng nào nó chạy vô chứ, trước bây giờ. Thôi, đầu phòng, đầu xanh, đầu đũa, đầu đen, đầu hoa lan, đầu hũ, đầu ve ơi. Sáng giờ em nhặt được quả nào chưa? Em vừa ăn luôn hay? Vừa on quá hả? Có nghĩa là nó có giới hạn không anh? Không biết, chắc là không. À, anh có quả này cho em nè. Đây nè. Nào ta. Đây nè, đây nè em. À rồi, thấy rồi, đẹp giáp hết nha. Giáp 3 kìa. Cái này ao là chỗ nào anh? Ao ra hả? Đậu xanh. Ao hả? Này, cái chỗ ao này, cái này khó chịu nghe. Mệt chướng. Phải. Vô làm sao ao vậy á? Có anh đang. Đi nè, chơi điện thoại em đi. MB40 em ơi. Ủa, anh Gheo, em lấy MV40 chưa? Rồi đúng không? Em lấy rồi. Ok, anh sẽ lấy khẩu Sika. Ở đây có quả nữa nè em. Nhặt đi. Ok, anh lấy cho. Như vậy là anh có một quả rồi. Để nhập 100 quả anh lấy lựu đạn trái tim. Anh quăng vô mặt em. Quăng vô tim em, sao quăng vô mặt em? Quăng vô mặt, nó ngầu hơn. Nhắm mắt lại nha. Ok, nhắm mắt lại nha. Bây giờ mình đi nhặt đi. Giờ né dao cho anh nè. Kìa, tim. Đùa với tôi hả? Leo. Leo. Nhặt cho cố vô. Tí nữa shipper cho địch đi. Nghe tiếng chân đi, anh không nghe được đâu. À, tìm đây rồi. Ngon thế. Trời ơi. Anh em nhặt tim để đổi lấy quà nha anh em. Đi tiếp nè, đi chỗ nào mà nhiều tim á, xuống dưới đây nè. Các trận này, những cái trận này nó rải tim xung quanh khu vực này rồi. Để coi có không. Sao không thấy tim ta? Có thằng nào anh cho nó một quả phóng lựu vào mặt. Như bản đồ này nó ít tim hơn bản đồ kia thì phải. Kiếm đi. Không có quả nào ở đây hết, đậu xanh kỳ vậy. Có khi nào ở thị trấn nhiều hơn không ta? Cũng không biết nè, chắc có thể. Tí nữa ghé qua thị trấn lụm luôn. Để anh tăng cái giáp nổ ra cho anh bắn phóng lựu ngáo lắm. Ơi em ơi. Thật không? Ơi. Ơi. Mù mắt tôi. Thấy rồi. Vai đàn.
mù mắt của thiệt rồi. Vai đàn em chết rồi hả? 30-40, 30-40. Đừng có cười anh coi. Cười cái gì? Có cái gì vui đâu cười. Đậu xanh. Trời ơi, không cười, lỗi, lỗi, lỗi nha các bạn. Game lag quá. Game lag. Đậu xanh, game lag nha. Game lag mà, thiệt mà, game lag. Nó bị lag, nó bị chỏng cái kia lên trời nè, đâu có kia được đâu. Lag, lỗi. Sorry em chết rồi hả? Nháp thôi. Sẽ nháp trừ. Cười cái gì? Đậu xanh. Không có cười nha, mấy bạn không có cười nha. Thấy cái gì em? Anh có làm gì đâu mà thấy cái gì? Ủa em đâu rồi? Ủa, xác em lấy hả? Ủa em nhặt nhiều đồ vậy luôn hả? Thôi để anh nhặt team phụ em cho. Ok, anh đi nhặt team đây. Đậu xanh. Thực kia súng bay lên nó sấy auto trúng đầu luôn á chị. Skin súng này sấy còn ghê hơn MP40 nữa. Nhanh lên mẹ ngu này. Tên nó đổi tên rồi. Ừ, anh đổi tên con mèo thành mèo ngu rồi, tại vì nó ngu quá. Ê, bên tay phải kia, ấy nè. Nhẹ nhàng không? Như nhâm nhựa. Còn thằng nào không ta? Bạch giác sơn tùng lên quậy đi. Còn thằng nào không ta? Còn thằng nào không ta? Sao nó không đưa team cho mình ta? Đáng ra phải giết được. À, team. Nè. Đẹp không? Mèo ngu đi ra coi đậu xanh. Đi luôn kìa. Đi thiệt kìa. Đuổi. Đuổi đi thiệt kìa, đậu xanh đó. Gắt như trái tắc. Thôi mà. Không biết là chị nhặt được hôm nay thôi đúng không? Em không biết nữa. Em hồi nãy em cũng có đọc được chuyện. Không đọc hả? Hôm nay hay là qua 2 ngày nữa thì phải. Chứ nghĩ sao mà lỡ khi mấy người mà không chơi thì sao mà nhặt kịp được. À, trước mặt có cái gì kìa. Lại tim. Em cứ yên tâm nằm yên nghỉ đi. Anh sẽ đi nhặt lấy về cho em. Tất cả là tại anh á. Thao tù. Nó bắn anh kêu em làm gì? Hả? Nó kêu em làm gì hả? Anh mới thấy nó bên này mà tại sao nó bắn em bên kia được ta? Hai thằng mà. Anh 5 quả tim rồi đó. À. Trời ơi, anh em nói gì đi. Cái nhặt muốn rụng trứng luôn rồi nè. Game là dễ. Game là dễ thiệt. Bây giờ phải đi né địch, đi nhặt mấy quả tim nè. Chắc ta vội vã yêu người nhân quá. Sao nó không quăng ở ngoài đồng cho khỏe, khỏi vào nhà tìm mệt.
có ai không? Đậu xem. Hình như chỗ này có đứa nhặt tim mình rồi á. Đậu xanh. Còn đồ mà. Còn đạn mà. Tim đâu? Có xe. Có xe hả? Ừ, đã thấy anh rồi. Nó xuống chưa? Bao nhiêu thằng? Đậu xanh. Đậu xanh. Ủa sao mẹ gọi lại giờ này ta? Nhà mít đâu em? Alo? Nhà mít chưa, nghe mít chưa? Alo 12. Đậu xanh, mất mít luôn. Các bạn chờ xíu nha. Trời ơi. Alo. Alo, em nghe mà. Ok, ok, ok. Hai thanh niên này tính làm gì đây? Đậu xanh. Tính săn tui hả? Ê, có người gặp chảo kia. Ê, là có người gặp chảo. Đâu? Có người gặp chảo. Bên phải hay bên trái? Đó đó. Thấy không? Hai thằng. Hai thằng yếu rồi đúng không? Anh đá hai thằng đó. Các thằng kia bơm máu được rồi. Một thằng, còn thằng nữa đâu? Hai thằng. Lêu lêu. Người hát tôi. Kinh chưa? Đưa tìm đây. Ủa, AS tên mình like trên điện thoại là mình chơi game không biết được hả anh? Anh đâu like đâu, anh quay màn hình mà. Ừ, hôm bữa em có like á. Ừ. Xong cũng quay màn hình mà em vô Discord thì không được. Đúng rồi. Thôi, bom keo nhiều lắm luôn. Đây. Kinh khủng chưa? Tôi đi kiếm tim mà sao mấy người này kỳ cục thiệt. Thì kiếm tim rồi kiếm kêu luôn. Tim đâu mấy rồi? Mấy người này cũng không đi kiếm tim hả? Đi tàn đi săn. Ừ. Tim đâu rồi? Ra đây đi tim ơi. Nó lút hết trơn luôn. Như vậy là mình có 6 quả. Nếu một quả mà cố gắng đi tìm bằng xe thì có thể là kiếm được khoảng tầm 10 quả. Thì trung bình là cho một trận là 5 quả đi. Thì mình phải bắn 20 trận mình mới có được 100 tim để đổi lựu đạn trái tim quăng vô mặt Angel. Anh đâu có ăn vô mặt tôi kìa anh em ạ. Hào thủ. Chưa, gắt chưa? Sao không gắt? Còn ai không? Ở đây dễ bị trên đồi bắn xuống lắm nè. À, Tìm đâu? Lại lầy rồi. Thù săn nằm giữa đường có kỳ kỳ quá không? Đâu kỳ đâu, ai để ý đâu mà. Vài len anh em ạ.
Này, này biết giống trò chơi gì không? Em bé tập đi á. Xe, 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 xe. Thành niên. Xe hả? Cảm ơn em. Anh đã nghe tiếng xe. Cực kỳ nguy hiểm. Có người trong nhà không em? Em không biết nữa. Em nghe tiếng chân không? Dạ nghe. Không hả? Chắc chưa? Chắc rồi. Chắc chưa? Ok, chắc rồi nha. Lên mà nó bắn sấp mặt đi. Không có thiệt. Kìa có thằng chết nhà anh kia. Cục đá. Trời ơi, thằng chạy chạy kìa. Chạy đâu rồi ta? Chạy bên kia, nguy hiểm quá. Đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Chạy đi. Chạy lên đậu xanh. Lại cái câu quen thuộc. Này thì đứng lên ngồi xuống nè. Tôi cũng dùng chiêu đó mà lo cái gì. Nhưng mà mình có biết cách phá giải, còn người ta thì không. Kỳ thế, vừa giết thằng này xong có thằng khác lại. Nhà gỗ cũng phá nữa nha. Nhà gỗ nào? Nhà gỗ phá. Nó đang bắn. Nhà gỗ đó đúng không? Ừ, nó đang bắn thằng trên bông keo. Thằng bông keo bị trên đòi kẹp. Thằng bông keo chết chưa? Em không biết. Chạy đi đâu con sâu? Thằng bông keo chưa chết. Thằng bông keo gần chết rồi đúng không? Ok, tiến tới gốc cây. Gắt, cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Ad Mobile. Ngoài bò đi, đậu xanh. Ấy, tay múp à, ngồi xuống đứng lên. Phải lên. Ngồi xuống đứng lên kìa. Ngồi xuống đứng lên. Đậu xanh. Trời ơi, sao nó giáp trâu vậy ta? Trời ơi, 14 kìa, tem úp kìa. Hai thằng này đậu xanh được lắm. Cây. Mình nghĩ quá, tưởng đâu giết được thằng áo vàng này rồi nè. Ủa đâu phải tem úp đâu, đậu xanh. Anh tưởng anh chơi một mình được chứ. Cực kỳ nguy hiểm. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay. Này. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.